Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, trên trái đất của chúng ta có rất nhiều thiên tai. Và trong video hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn một số nội dung có liên quan đến một thiên tai gây ra nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, đó là động đất. Như vậy động đất là gì? Vì sao trái đất thường xảy ra động đất? Và các biện pháp cơ bản nào được sử dụng để ứng phó đối với động đất? Xin mời mọi người cùng theo dõi. Thứ nhất, động đất là gì? Đứng trên mặt đất xem ra rất bình yên, vì vậy một khi nói đến động đất, mọi người đều cho là việc hiếm thấy. Hiếm thấy thực ra hoàn toàn không phải là như vậy. Động đất thường xuyên xảy ra, giống như gió thổi, nước rơi, nó là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Theo quan sát bằng máy móc của các nhà khoa học, mỗi năm trên trái đất xảy ra khoảng 5 triệu trận động đất, trung bình mỗi ngày xảy ra hơn 1 vạn lần. Chẳng qua do hầu hết những trận động đất đó đều rất nhỏ, không dùng máy móc quan sát người ta không cảm nhận được. Những trận động đất nhỏ như vậy chiếm 99% tổng số trận động đất trong một năm. Những trận động đất mà người ta cảm thấy được chỉ chiếm có 1% trong tổng số các trận động đất. Theo đó, động đất là một trong những hiện tượng thiên tai tự nhiên bất thường. Cụ thể đây là hiện tượng rung động mặt đất bởi sự giải phóng đột ngột năng lượng trong vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn, có thể gây ra biến dạng trên mặt đất, phá hủy nhà cửa, công trình, của cải và sinh mạng con người. Thứ hai, vì sao trái đất thường xảy ra động đất? Động đất được gây ra chủ yếu là do vỡ các đứt gãy địa chất mà còn do các sự kiện khác như hoạt động núi lửa, lở đất, vụ nổ mìn và thử hạt nhân. Hầu hết các trận động đất đều do vỏ trái đất gây nên. Và nguyên nhân trực tiếp gây nên động đất là do nham thạch ở nơi đó bị đứt gãy. Rất nhiều trận động đất mạnh đều xảy ra ở những nơi dưới đất có đứt gãy. Khi nham thạch ở dưới đất, nơi đó để chịu lực tới mức gần bị phá vỡ, thì tác dụng lực hút của mặt trăng và mặt trời, sự thay đổi áp lực khí quyển và nước, ví dụ như ở các hồ thủy điện, đối với mặt đất đều có khả năng thúc đẩy sự phá vỡ thêm và có tác dụng dẫn đến động đất. Thứ ba, biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất như sau. Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất, chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. Đối với các hộ gia đình nơi dự báo sắp xảy ra động đất, cần thực hiện một số nội dung như sau. Trước động đất, những vật dụng trong nhà nên được đứng vững chắc. Những thứ như tivi, gương, máy tính, v.v. nên được dán chặt vào tường để khi lung lay cũng không rớt xuống đất gây ra thương tích. Đặt các đồ đạc nặng trong nhà như kệ sách, tủ chén, v.v. xa khỏi các cửa và những nơi thường lui tới, để khi chúng ngã vẫn không làm chướng ngại lối ra. Vật dụng nhà bếp nên được dính chặt vào mặt đất, tường hay mặt bàn. Những vật nặng hay dễ bể nên để gần mặt đất, vân vân. Trong lúc động đất, nếu động đất xảy ra trong lúc trong nhà nên chui xuống gầm bàn, tìm góc phòng để đứng, tránh cửa kính, tránh xa những vật có thể rơi xuống. Che mặt và đầu bằng sách, báo để khỏi bị các mảnh vụn trúng. Nếu mất điện, dùng đèn pin, đừng dùng đến hay diêm vì chúng có thể gây hỏa hoạn. Trong các tòa nhà cao tầng, tuyệt đối không được dùng thang máy vì khi có động đất thì hay kèm theo mất điện và nếu dùng thang máy thì sẽ bị kẹt. Cũng nên tránh xa các khu vực có cửa kính, khóa ga, mở cửa sổ hoặc cửa ra vào. Nếu đang ngoài đường, tránh xa các tòa nhà và dây điện, tìm chỗ trống để đứng. Nếu động đất xảy ra trong lúc lái xe, ngừng xe ở lề đường. Tránh các cục điện, dây điện và đường cầu, không chui xuống gầm xe. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.